xin lỗi. Bà chú. Con của mẹ Lê Thị Hồng Liên ạ. Đây ạ. Nãy rất là nóng lòng để đón hai bé về với gia đình. Để cũng là một thời gian rất là lâu rồi, hôm nay mới là cái ngày mà hai bé ra đời. Là rất là mong vui vẻ, rất là hạnh phúc. Khi mà nhìn thấy cái mũ chắn giọt bắn đấy thì mình thực sự là yên tâm hơn rất là nhiều, bởi vì bây giờ tình hình dịch bệnh phức tạp, an toàn cho bé là điều cần thiết đặt lên hàng đầu, nên là cứ giả sử nếu có những bước xuất hiện thì nó đều là những cái vấn đề thứ yếu. Khi mà dịch Covid về Việt Nam này thì bọn em tự nhận thấy rằng là đối với người lớn thì mình sẽ có rất nhiều các biện pháp để mình tự bảo vệ cho mình. Nhưng mà đối với những em bé nhỏ, đặc biệt là những bạn nhỏ sơ sinh thì các bạn ấy không thể tự làm được điều đó. Chính vì thế thì bọn em có ý tưởng rằng là tại sao mình không làm mạng che mặt chắn giọt bắn ấy cho các bạn. Và cái mạng che mặt này thì được áp dụng ngay từ ban đầu khi mà bệnh viện triển khai các cái công tác phòng chống dịch. Bất tiện thì thực ra không có bất tiện quá nhiều cho trẻ sơ sinh. Và ngoài ra thì bọn em cũng không phải là sử dụng cho các bạn ấy trong tất cả các trường hợp. Bọn em sẽ cân nhắc là trường hợp nào sử dụng cho bé để đảm bảo an toàn cho bạn ấy, nhưng mà cũng không làm cho các bé mà cảm thấy khó chịu. Mạng che mặt thì bọn em sử dụng dây chun ạ. Bọn em có làm các cái kích cỡ khác nhau dành cho các bạn sinh non cũng như là các bạn đủ tháng. Và cái việc mà mình đeo mạng che mặt này cho các bạn ấy thì cũng không có khó khăn hay là bất tiện gì nhiều. Các bé được sử dụng nhiều nhất trong các trường hợp là di chuyển. Tại vì khi mà di chuyển thì mình có thể tiếp xúc với những cái yếu tố bên ngoài hoặc là những cái tác nhân gây bệnh. Ví dụ như là di chuyển bạn ấy vào thang máy này, di chuyển các bé đi làm các xét nghiệm này, các chỉ định cận lâm sàng này. Hoặc là khi mà các bạn vừa mới sinh ra, bọn em trong cái quá trình mà đón trẻ từ phòng mổ về khoa sơ sinh chẳng hạn thì bọn em cũng tiến hành đeo luôn cho bạn ấy ạ. Theo dự kiến thì bọn em sẽ sử dụng mạng che mặt chống giọt bắn cho các bạn đến khi mà nước mình công bố hết dịch.